Bình quân mỗi năm, nông dân Lâm Đồng trồng từ 120 đến 130 hectare dâu tây, sản lượng đạt trên 1.500 tấn một năm. Hiện bên cạnh thành phố Đà Lạt là địa phương trồng dâu tây chủ lực, thì tại một số địa bàn lân cận thuộc huyện Lạc Dương, nông dân cũng đã đầu tư phát triển cây dâu ngày một nhiều. Trong đó, ngoài những giống dâu địa canh, bà con nông dân còn đưa vào sử dụng nhiều giống dâu có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, v.v. Đó là những loại dâu giống mới nên phần lớn được canh tác trên giá thể, trồng trên giàn với quy trình sản xuất công nghệ cao hoàn thiện. Với kinh nghiệm thực tiễn và kỹ thuật canh tác được bà con nông dân cập nhật thường xuyên, nên dâu tây mang thương hiệu Đà Lạt luôn vượt trội. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, trong những tuần gần đây, biên độ nhiệt trong ngày thay đổi lớn đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây, nhất là với những diện tích canh tác ngoài trời. Tình trạng bị đốm đen, đốm đỏ, mốc xám, phấn trắng, đen rễ tương đối phổ biến. Sợ bỏ trĩ và sợ cao su. Nhất là nhện mà mình không phát hiện được á, nó ở dưới mặt lá này là mình thế là mình chữa trị không được. À với cái khói đèn. Tôi rất sợ khói đèn, khói đèn là nếu mà mình xử lý không kịp là nó phủ là cái dòng nó cái đọt nó thun xuống và nó không có buồn trái để mà mình có hái. Trong thời điểm giao mùa hiện nay, bà con nông dân cần áp dụng giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Theo đó, ngoài việc vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, cắt tỉa các lá già, vàng úa, tiêu hủy, bà con nên bón phân cân đối và hợp lý, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học vi sinh, chăm sóc theo nhu cầu của cây, thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và kịp thời có biện pháp quản lý thích hợp đối với các loại sâu bệnh. Trong quá trình sản xuất, bà con cần ghi chép nhật ký mùa vụ, hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học có độ độc cao để bảo vệ các loài ong ký sinh, ưu tiên sử dụng các thuốc sinh học, thuốc vi sinh và thảo mộc, v.v. Bà con nông dân thay đổi cái nhận thức cũng như là cái trách nhiệm trong cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nó phải theo cái hướng là càng giảm thiểu, càng nhiều càng tốt và phải tăng cường ứng dụng các cái biện pháp kỹ thuật mới để mà chúng ta rồi các cái giải pháp của IBM như là biện pháp canh tác, các cái biện pháp vật lý cơ giới bẫy bả để chúng ta giảm cái thuốc hóa học trong sản xuất, tránh cái việc mà quá lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển nông nghiệp bền vững. Cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm dâu tây được tiêu thụ tương đối mạnh. Nhưng để có được những vườn dâu tây đạt cả năng suất lẫn chất lượng, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư, chăm sóc khoa học nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cây trồng sinh trưởng và phát triển, tăng cường sức đề kháng, vượt qua những bất lợi của thời tiết giai đoạn giao mùa như hiện nay.